Xin chào quý chị, Phước Sửu đang có mặt tại một lớp hâu rất đẹp của dự án Zaika Nhà Bè. Ở tại dự án Zaika Nhà Bè này thì với phân khu đầu tiên là 17.8 hecta nhưng có đến 3 club house. Trong club house thì có hồ bơi, phòng tập gym, karaoke, bia, bilac và có những cái tiện ích BBQ ngoài trời rất là đẹp. Và Phước Sửu một cái vị trí và một cái căn biệt thự mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị với diện tích là 200 mét vuông cạnh club house. Và mọi người cùng với Phước Sửu đi tham khảo về căn biệt thự này nhé. Đây là vị trí của cái căn biệt thự mà Phước Sửu đang giới thiệu cho quý anh chị. Thì căn biệt thự này là nở hậu nha quý anh chị. Với chiều dài phía trước là khoảng ngang 9m và nở hậu là 15.3. Thì như mọi người nhìn thấy là với cái cách xây dựng sản phẩm này là gồm 1 trệt 2 lầu và ở trên sân thượng áp mái. Và điều đặc biệt của cái căn biệt thự này nó khác như căn biệt thự khác là nó nở hậu cả nhà. Và ở đây thì có một cái khoảng sân vườn khá rộng rãi luôn. Với cái căn có cái khoảng sân vườn rộng rãi như thế này thì quý vị có thể tha hồ làm riêng cho mình một cái hồ bơi nè. Mình có thể trồng những loại cây mình yêu thích. Rồi một cái ở đây là mình có thể làm một cái tiểu cảnh, làm một cái hòn non bồ, hoặc là ở đây thì mình tha hồ mình làm những cái bộ bàn để tiệc BBQ ngoài trời. Và bây giờ là Phước Sửu cùng với cả nhà vào cửa chính ha, vào cửa chính bên kia thì Phước Sửu sẽ mở cửa vào cái gian cửa chính để mời quý anh chị vào xem bên trong căn nhà này nha. Với căn nhà này thì được thiết kế gồm 1 trệt 2 lầu. Thì ở dưới tầng dưới thì mình có thể bố trí thành một cái phòng khách ở đây. Và phía trước căn nhà thì có chỗ gara đậu xe hơi rồi. Thì ở đây thì mình có thể bố trí là phòng ăn và đây một phòng bếp. Thì rất là nhiều nhà là có người lớn tuổi thì có thể là bố trí đây thành một phòng và có toilet bên trong. Và ở đây thì có cửa ra phía sau luôn cả nhà. Với cái căn biệt thự này 200 mét vuông nhưng mà chủ nhà đang gọi là rất là cần bán. Thì quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn biệt thự này hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Được thiết kế có thể là 1 trệt 2 lầu và gồm có 4 phòng ngủ. Một cái vị trí khá đặc biệt. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà di chuyển ra cái mặt sau. Đây, mặt sau của cái căn biệt thự này á thì dù là hơi cao tường một tí xíu nhưng mà từ tầm view ở trên á thì mình có thể nhìn ra là cái con đường lớn luôn và nhìn ra cổng của dự án dài gai luôn, nên nó là một cái tầm view khá đẹp, khá thoáng hai mặt tiền trước và sau. Thì đây là một cái căn biệt thự là rất là tốt để đầu tư. Rồi, quý anh chị cần thêm thông tin về căn biệt thự của dự án Zaika Nhà Bè này thì inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin, tất cả pháp lý ở đây thì đầy đủ, và đặc biệt là ở đây thì mình có thể là hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70-75%, ngân hàng BIDV và Vietcombank hỗ trợ với lãi suất 6%. Để có thêm nhiều thông tin hơn nữa về dự án này, quý anh chị inbox cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.